Rắc là một cái con bài cũng có thể bổ sung được thêm vào cho đội hình rất mạnh ở tuyến đầu. Với tuyến đầu thực sự là ấn tượng luôn, một đội hình tất cả cùng lao lên đến từ hàng online sport để tìm kiếm, chắc chắn mục tiêu của họ sẽ là Faker và Gumayusi ở ván đấu này rồi. Còn T1 thì đội hình của không phải là một đội hình có khả năng bảo kê tốt nha. Cái việc ban đi Poppy của hàng online sport là thực sự rất hay. Họ ban đi một con Poppy để tránh những cái tình huống mà ngăn cản khả năng băng vào với cái không thể lay chuyển. Và T1 không có những con bài để giúp cho họ có khả năng hỗ trợ cho Faker và Gumayusi sẽ phải tự sinh tự diệt. Với gói chất nổ, Gumayusi sẽ cần phải rút lui về ở vị trí an toàn. Với những cái pha vô cánh tung bay hay là những cái tình huống tốc biến thì Faker cũng sẽ cần phải giữ cự ly với khả năng băng cắt vào đến từ đội hình bên phía của Hang Sport ở bên phía bên kia chiến tuyến. Thay vào đó thì bên phía T1 họ không tập trung cái nguồn sát thương vào hai vị trí chủ lực hoặc là một, thay vào đó là họ chia ở nhiều vị trí khác nhau. Nhắc lại một chút cho các bạn nào chưa biết thì đội thua ở trong ván đấu này chưa phải là kết thúc, họ sẽ gặp Eplusia ở nhánh thua. Còn đội thắng sẽ gặp Gen.G Esports ở tại trận chung kết nhánh thắng của LCK mùa hè năm 2024. Thì đó sẽ là những cái diễn biến nếu như Hàng Online Sport xuất điểm T1 được 3-0 trong ngày thi đấu hôm nay ở ván đấu này. Còn nếu như chúng ta có được ván 4 thì tôi mong rằng sẽ có ván 5 để cái kèo đấu này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chúng ta có được một cái giai đoạn early game, mọi thứ rất cân bằng, nhưng Hàng Online Sport vẫn là đội lì lợm hơn trong những tình huống trong tranh tổng. Để xem ván đấu thứ 3 này có gì khác biệt đến từ hai đội hay không. Ván thi đấu thứ 3, cuộc đối đầu giữa Hàng Hoa Lai và T1 cũng đã được bắt đầu. Ngay sau đây, ván thi đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh LCK tiếng Việt ở nhiều nền tảng khác nhau. Rất hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho chúng tôi bằng những lượt like, share, chia sẻ và để cho chúng tôi có thêm cái nguồn động lực truyền tải những ván thi đấu hấp dẫn dành cho mọi người. Hai người chơi đi rừng lại tiếp tục va nhau ở trong cái khu vực bãi sâu cánh trên. Binet là người thắng ở trong cái tình huống tranh chấp trừng phạt con sâu đầu tiên. Binet là người thành công với tình huống trừng phạt và anh ta thậm chí tấn công thẳng vào Honor luôn, lấy máu của Honor sau đó đấm ngược vào rớt luôn, rớt mất tối hậu thư và cần phải rút lui về. Bên này có gọi mẹ đến từ Spoder trong tay của Faker, nhưng đó là tốc biến xuất hồn và có luôn cho mình đoạn mạnh đến từ vị trí của JK, rớt rất thấp máu, rất chưa phải lên bảng điểm số và chiến công đầu cho Gumayusi. Doran đang di chuyển tới, rất còn đúng một chấm máu và anh ta sẽ cần phải rút lui về, nhưng không được rồi, mạng hạ gục dành cho Delay. Nhưng đây là góc và Delay cũng không thể rút lui được khi mà anh ta không còn tốc biến nữa. Và T1 là người lợi thế hơn về mặt điểm hạ gục. Nhưng sâu không thì sao đây? Hai sâu dành cho T1 và chỉ là một sâu cho Hàng Online Sport mà thôi. Và với điểm hạ gục vừa rồi, sau khi dứt điểm được Pinus thì Gumayusi cũng đang được sở hữu trong đó của mùa xanh, có khả năng spam chiêu ở cánh trên. Hai người chơi đi rừng lại tiếp tục va chạm nhau, và không, Pinus lại tiếp tục thể hiện cái độ tinh quái của anh ta. Lại anh ta đã lòn qua khỏi được cái lượng tầm nhìn rồi. Nhưng mà đây là hai người của T1, thì bên phía Hàng Online Sport cần phải có thêm người. Rất quyết đoán đến từ Honor với một pha đứng dình ngược trở lại, nhưng rớt đang đi vào một cái bụi và không có tầm nhìn, phải mất đu dây bóc phi thân, nhưng đó là tối hậu thư gửi và lượng hiệu ứng quá nhiều đến từ bộ đội của Hàng Online Sport, và đó là sự quái của Peanut. Peanut ơi là Peanut, sao anh ta có thể tinh quái như vậy, đánh phải nói cực kỳ khéo. Xử lý thông tin là tốt, bên phía của Hàng Online biết rằng Honor có mặt ở đường dưới, nhưng họ sẽ có khoảng thời gian ngắn hơn lợi thế về mặt nhân sự khi mà hai thành viên của họ tấn công vào người của rớt. Pha xử lý tiếp tục là 10 điểm của Peanut. Và cái cánh đẩy của T1 đang có được một chút ít ưu thế dành cho Zerg, vì bây giờ nó là con số 0 rồi. Doran farm cần cân so với lại vị trí của Zerg, và với việc là nằm xuống trong tình huống vừa rồi thì T1 họ mất luôn cho mình con dòng nguyên tố đầu tiên và vẫn là đậu nhỏ. Tưởng chừng như rằng đã là rất là quyết đoán đấy từ Honor khi mà anh ta di chuyển xuống cánh dưới để có thể phối hợp tấn công hạ gục Doran, nhưng người tới trước và người dình trước là Peanut. Máu của JK hoặc là áp lực mà thôi. Thì Peanut đứng ngay sau lưng để có thể bảo kê đứng giữa của mình. Xuất hồn giải quyết lính đến từ JK. Hết lính rồi. Và tôi nghĩ rằng T1 sẽ phải buông bỏ tình huống đái trụ này của mình mà thôi. Thời gian tốn là khá là nhiều khu vực dưới đó. Thậm chí là Delay cũng đang đứng rình rập ở một khoảng cách không xa, sẽ sẵn sàng là một cái phương án để có thể phản công dành cho phía của Hàng Quang Lai. Tele Peanut đấm vào, Honor là mục tiêu. Đã xuống hũ đột luôn vào vị trí của Honor, dồn sát thương với tình huống đoạt mệnh, rất nhiều sát thương đầu ra đến từ bên phía của Hàng Online Sport, nhưng họ vẫn chưa có được mạng của Honor. Honor một chấm máu sinh tồn, nhưng đó là bản năng sát thủ đến từ Viper và khả năng tập trung người là quá nhanh đến từ Hàng Online. Faker đang cố gắng gây sát thương vào Peanut. Peanut không còn chiều nữa, anh ta khổ tốc biến nhưng đang đi bộ về hướng lòng đường, không có mắt trong bụi và Faker nằm xuống. 3 điểm hạ gục dành cho Hàng Online Sport với một tình huống tập trung tốt hơn của họ ở cánh dưới. Như đã nói, tiếp tục là con mồi bị vây bắt đến từ bên phía của T1 khi mà đó là một tình huống rình rập quá hiệu quả của phía Hàng Online. Sự khác biệt ở đây là phép bộ trợ dịch chuyển của Doran khiến cho bên phía của Hàng Online có lợi thế về mặt nhân sự.
Chúng ta có thể thấy như cái cách tiếp cận của Vietnam Online ở trong cái series BO5 này, đó chính là họ rất là tập trung, mà họ mặc dù đang sở hữu một đội hình có khả năng tấn công ở thời điểm cấp độ 6, nhưng họ liên tiếp là đội tuyển đưa ra những cái giải pháp phòng ngự, và đội hình tấn công thì nó đang không gặt hái được cái hiệu quả của bên phía T1, và cái giá phải trả bây giờ đang tương đối là lớn nha. Những vị trí chủ lực của Vietnam Online lại tiếp tục đang được có được rất nhiều những cái lượng kinh tế. Nghĩa là đội hình của T1 họ đang bị vội á. Đội hình của họ là đội hình tăng tiến sức mạnh do sau với Smolder, với Kermu đẩy cánh, nhưng mà họ đang bị vội và vào những cái tình huống giao tranh không đáng có. Và nó khiến cho bên phía của Hangline Sport rất là đơn giản với những cái nhịp phản công. Vẫn là cái cách tiếp cận trận đấu sai lầm đến từ bên phía của T1, và họ phải trả một cái giá cực kỳ là đắt. Với khả năng phòng ngự phản công thực sự là sắc bén dành cho Hangline Sport, và bây giờ là Delay đang đứng ở trong một cái khu vực không có tầm nhìn, và chỉ cần rớt mất cái đu dây bóc phi thân thôi anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Và thậm chí là rớt bị tấn công, ui mất e rồi nha. Mất đu dây móc đấy từ rớt rồi, nhưng quyết định của Delay là tốc biến ma thuật để rút lui về. Cánh trên là lợi thế tầm nhìn dành cho T1, khi mà cánh dưới thì Hangline Sport vừa triển khai được con rồng nguyên tố thứ hai ở ván đấu này, và sẽ là sứ giả đổi lấy rồng 2 đến từ T1. Và Faker có thể gặp nguy hiểm nha. Đây rồi, Delay đã có mặt. Nhưng Delay, cú hức của Honor nó trượt. Delay vẫn đang đứng ở một cự ly rất an toàn. Anh ta bị ngắt cú W, bị đóng băng lại, ăn bom. Siêu bom địa ngục đáp xuống, Q2 tốt đến từ Zerg, phá bắn lẻ thành công đến từ bên phía của T1, với nhịp vòng sau không tốt đến từ Delay. Tốc biến tối hậu từ gửi vào Viper, nhưng sát thủ T1 chưa tới, đoạn banh vào để cover cho Viper. Chiêu cuối của Smolder trong tay Faker, và điểm mà cũng đã có dành cho bên phía của T1 rồi, nhưng họ phải đổi trả ngược trở lại khi mà Humayoshi cũng đã phải lên bảng điểm số. T1 còn Faker, còn nguồn sát thủ tuyến sau, nhưng đâu đang quá mạnh. Doran có được double kill, Doran có triple kill, và T1 bị quét sạch với cú làm 3 đến từ Doran. Một pha sâu giao tranh thì đội hình của phía Hangwha Lai đã hết tài nguyên quan trọng. Bô la băng, siêu bom địa ngục và đội của MC cũng đã được ném để có thể tiêu diệt được Delay. Và đội hình của phía Hangwha Lai họ sẵn sàng tiếp cận pha giao tranh đó mà thôi. Họ có lượng sát thương đến từ Viper, họ có khả năng công kéo tốt đến từ Viper, mặc dù Viper nằm xuống nha, nhưng ta vẫn tạo ra được khoảng trống dành cho hai người nổ sát thương còn lại, đó chính là Doran và Zeka. Đây, Delay tưởng chừng như đã có được một cái góc để có thể mở giao tranh tốt. Pha này thì Faker khởi đầu với một vị trí ổn, anh ta giữ cự ly để tránh trường hợp mà bị trúng cái tạ xung đột của Peanut. Sau đó là một pha tốc biến tối hậu thư để có thể ghim người lại. Nhưng cái tình huống tiếp cận giao tranh này cũng chiêu cuối được Faker cũng là khá ổn. Mặc dù hạ gục Viper rồi, nhưng Wu bị êm lại, và ba con tướng đấu sĩ của Hangwha Lai Sport làm quá tốt nhiệm vụ. Khi mà tuyến sau của Hangwha Lai Sport nằm xuống thì tuyến đầu của họ nói rằng là không sao cả bạn ơi, tôi lo được. Peanut, Zeka và cả vị trí của Doran nữa làm quá ổn để có thể sửa sai dành cho Delay. Ở đó cảm giác như Zed mở giao tranh tiếp một tình huống combat là có ý đồ, bởi vì đồng đội của anh ta đã hết kỹ năng rồi và không có khả năng được áp sát. Viper thì đang bị tấn công ở khung địa giữa đây. Bom đẩy ngược lại, có siêu bom địa ngục đáp xuống, mạng hạng cục dành cho Kumayushi, và đây sẽ là tình huống di chuyển ra khung ăn rồng, nhưng tốc độ ăn rồng là rất nhanh, không thể cướp được rồng. Tối ông thư được gửi tấn công vào Delay. Delay còn tốc biến, bộ la băng quang tới, có luôn W đến từ vị trí bọn để giữ chân Delay thêm một nhịp nữa, nhưng hắc phim thuật quay ngược trở lại với phản đoạn bách lái kéo người quá tốt, và lại là cái chân đầu đó. Hanwha Lai giao tranh như trời ơi, bay và họ có được một pha quét ba, chuẩn bị là bốn mạng khi Honor đang bị gõ. Doran gõ bốn bốn liên tục, và đó là quét sạch lần hai cho Hanwha Lai. Quá khủng khiếp với cái khả năng tuyệt vời của phía Hanwha Lai. Pha thi đấu vừa rồi họ mất đi Viper của phía giữa, họ bị mở giao tranh tiếp đến từ bên phía của Zed. Mặc dù ở trong tình huống giao tranh vừa rồi cũng đã có một vài những cái pha phối lóng của phía T1 chứ không phải là không, gây ra cũng hất tung đầu đó khoảng chừng hai ba người, nhưng sự xuất sắc đến từ Zeka, bây giờ còn ai dám đặt ra câu hỏi dành cho bên phía của Zeka nữa hay không đây? Đây sẽ là tình huống không nổ, tia truy kích, bản năng sát thủ vào lấy máu. Viper đánh như một xạ thủ chim mồi luôn, bởi vì anh ta hiểu rằng là đồng đội của anh ta quá mạnh rồi, và thậm chí là Viper đang bắn thoải mái luôn. Zeka lao vào đoạn mạnh lấy chiêu cuối của Keria, lấy tốc biến thiêu đốt của Keria, tiếp tục tia truy kích thành công. Và khi Gumayushi nằm xuống không thể có đủ sức phòng ngự đến từ T1 với cái trụ thứ hai này. Liên tục là những cái trụ ngoài bên phía của T1 bị bóc rỡ, cái trụ thứ 6 dành cho Hangwha Lai Sport rồi, và rớt không thể thay đổi được tầm này với một con xác hơn một hình hơn mình một đồ lớn. Và quyết định là tiếp tục sẽ cần phải rút lui về. 6 trụ ngoài được Hangwha Lai Sport lấy ở ván đấu thứ 3, và chúng ta cùng nhìn lại nỗ lực của Gumayushi để gỡ lại trụ thể thủ mục tiêu, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Tả xung hữu đột bản năng sát thủ vào và anh ta nằm. Lượng trang bị cộng hết cộng với lại cái phong độ thi đấu đang rất tốt của phía Hangwha Lai giúp cho họ đang rất bay ở trong cái bảng thi đấu thứ 3 này.
Tôi cảm giác như là cái chiến thắng ở trong ván thi đấu này đang nằm ở trong túi của phía Hàn Quốc Live rồi. Đơn giản là bây giờ họ cứ đánh theo mục tiêu mà thôi. Lợi thế về mặt kinh tế, về mặt trang bị, về mặt chất tướng đang nghiêng hẳn về cho đội hình của họ. Ngưỡng sức mạnh ba món trang bị cũng đã được hình thành ở nhiều vị trí khác nhau. Nhưng tuyến đầu của Hàn Quốc Live Sport với Jax, với Yone và cả một con Vi trong tay của Peter nữa làm quá ổn, chưa kể là delay với cái pha mà anh ta tưởng là nằm xuống rồi khi dính tối hậu thư của Zerg, nhưng vẫn quyết định là quay ngược trở lại để có thể gom người tạo tiền đề cho một pha phản công thực sự là mẫu mực của Hàn Quốc Live. Thời điểm này là thời điểm mà 9.000 với lượng tiền chênh lệch giữa T1 và Hàn Quốc Live Sport ở ván thi đấu thứ 3 và chiến thắng 3-0 đang rất gần với Hàn Quốc Live Sport ở thời điểm này rồi. Vừa lại Baron và rồng ngàn tuổi, Viper thì tấn công, xin lỗi, rồng nguyên tố thứ tư dành cho bên phía của Hàn Quốc Live. Viper thì đang tấn công ở khu vực cánh dưới, đồng đội của anh ta thì đang áp lực kiểm soát khu vực cánh trên. Rõ ràng là cái áp lực Baron bên phía xung quanh cũng không thực sự là cao. Siêu bom địa ngục chỉ dùng để kiểm tra thông tin của phía Gamma UC mà thôi. Không có áp lực với cái siêu bom địa ngục vừa rồi. Linh hồn dòng gió dành cho Hàn Quốc Live Sport, và đây là một cái linh hồn dòng sẽ giúp cho họ đi mây về gió, di chuyển đội hình rất nhanh với khả năng macro đẩy cánh. Áp lực vào Baron cũng có luôn, với việc là Viper cũng đã chuẩn bị hoàn thành xong cho mình trang bị thứ 3. Kể cả không đổi mạng thì cái tuyến đầu của Hàn Quốc Live Sport cũng mạnh hơn cái tuyến đầu của T1 rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Còn Guma UC đang là mục tiêu khi mà Peter lại vòng sau. Tà Sư Gu đột bản đang sát thủ quá nhiều hiệu ứng, Guma nhấn một cái đồng hồ. Honor và Keria buông bỏ thôi, không thể cứu được bởi vì bản thân họ cũng đang gặp nguy hiểm. Bật chiều cuối đến từ Zack, và đây là liên tục những pha áp sát đến từ tuyến đầu của Hàn Quốc Live Sport. Nhấn một cái đồng hồ đến từ Faker, nhưng sau cái đồng hồ này thì anh ta cũng sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi. Cố gắng đổi mạng Viper cứ không thành công, đoạn mạnh kéo thẳng vào rất hạ sát thành công được xạ thủ đối phương, nhưng ZK chặn cũng thêm một người nữa, đó là Keria. Và Zerg đang bị tấn công bởi bộ đôi đường trên và đi rừng của Hàn Quốc Live. Peanut tụng biến áp sát vào Zerg, có thêm một pha phản công làm choáng, và Zerg làm cách nào để thoát đây? Câu trả lời là không có cách nào cả. Quét sạch lần 3 và chiến thắng 3-0 ngày hôm nay cho Hàn Quốc Live Sport. Vẫn là cái góc quen thuộc đó, vẫn là Peanut, vẫn là Guma UC bị nhắm tới ở trong những tình huống tiếp cận của anh ta, và vẫn sẽ là một chiến thắng dành cho bên phía của Hàn Quốc Live Sport. Sức mạnh đến từ bên phía của Hàn Quốc Live đã được khẳng định ở trong cái ván thi đấu này, và ở thời điểm hiện tại họ mạnh đều ở tất cả những vị trí khác nhau. Cách mạnh, cách họ tiếp cận ván thi đấu thì nó hơi khác với lại bên phía của Genji một xíu, vẫn thắng nhanh. Tôi nghĩ là như vậy đến từ Hàn Quốc Live Sport mà thôi. Xuất nhập hồn Q3 đến từ ZK bị dính hiệu ứng, nhưng nhập hồn ngược trở lại mà thôi. Tiêu chí kích thành công đến từ Viper, có dùng bản năng sát thủ hay không đây? Đột hàn phòng sau và lại là cái góc vòng đấy. Guma mất tốc biến, Honor kẹt lại. Zerg dùng Dujibok phi tấn công ngược trở lại. Họ muốn hạ gục thành công của Zerg này, nhưng lại là đồng hồ và lại là đoạt bánh đến từ ZK. Quá kinh dị với khả năng cover và hỗ trợ lẫn nhau đến từ nhà cảm. Họ không mất ai cả trong pha giao tranh này, và không có cách nào để T1 có bất cứ một mạng hạ gục nào trong tình huống này cả. Chiến thắng giao tranh lần thứ 4 với cú quét sạch lần 4 cho Hàn Quốc Live, và 3-0 ngày hôm nay dành cho Hàn Quốc Live Sport trước T1. Như vậy là chúng ta đã có được hai cặp thi đấu đầu tiên của LCK Round 2 đều có kết quả là 3-0. Nó chứng minh được sức mạnh của hai đội tuyển hàng đầu LCK ở trong giai đoạn mùa hè này. Genji đánh bại được Team Blackia, và Hàn Quốc Live ngay lập tức trả lời cái câu điện thoại, cái cuộc gọi điện của phía Genji bằng một chiến thắng 3-0 trước các thành viên của T1. Hàn Quốc Live sẽ gặp Genji Sport ở chung kết nhánh thắng, còn với T1 thì họ sẽ phải xuống nhánh thua để đối đầu với Team Blackia. Kịch bản ở trong mùa xuân đang tái hiện lại khi mà Genji lại tiếp tục gặp Hàn Quốc Live ở chung kết nhánh thắng tại round 3 của LCK mùa hè năm 2024. Còn T1 sẽ phải tiếp tục với một thử thách nữa ở nhánh thua, họ chỉ còn một mạng nữa thôi để có thể giữ hy vọng ở trong giai đoạn mùa hè này.